nhằm nâng cao nhận thức hành động của tuổi trẻ địa phương trong phong trào thanh niên và hoạt động bảo vệ môi trường trong năm 2021. Sáng nay, đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê phối hợp tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Với phương châm đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, Tháng Thanh niên hướng đến mục tiêu đưa phong trào thanh niên ngày càng đi vào thực chất, phát huy trách nhiệm xã hội và sức sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng và quận đoàn Thanh Khê sẽ triển khai đồng loạt các đội hình thanh niên tình nguyện như đội hình y bác sĩ trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, đội tình nguyện vì môi trường xanh sạch đẹp, đội tình nguyện hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính gắn với cải cách hành chính, đội tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn khu dân cư. Trong Tháng Thanh niên này thì đoàn phường An Khê nói riêng và quận đoàn Thanh Khê nói chung thì sẽ tổ chức các hoạt động xuyên suốt trong 4 tuần của Tháng Thanh niên. Đặc biệt sẽ những hoạt động về làm các clip về tìm hiểu về các thế hệ của đoàn. Bên cạnh đó thì xây dựng các chương trình nhân kỷ niệm 90 năm thành lập đoàn. Việc thành lập 9 đội hình thanh niên tình nguyện gắn với lại kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đội hình tình nguyện với cái quy mô là thể hiện cái tinh thần xung kích, tình nguyện sáng tạo của tuổi trẻ, dấn thân vào những cái việc khó, vùng sâu, vùng xa. Thông qua các cái đội hình tình nguyện này thì nhằm định hướng cho các bạn đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về cái tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, đối với xã hội. Dịp này, đoàn khối các cơ quan thành phố và quận đoàn Thanh Khê đã trao tặng các công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vô cùng ý nghĩa như công trình cây xanh, tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi, công trình vui chơi, dụng cụ thể dục ngoài trời tại khu dân cư, hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Trong không khí hân hoan của mùa xuân mới, cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị đã tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Thông qua hoạt động nhằm tăng thêm mảng xanh cho không gian sống, đồng thời góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về chung tay bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng đô thị văn minh.